Trại Bò Tư Chiến kính chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 2023. Mời em chuẩn bị lên xe giao cho anh khách này ở An Giang. Còn ba con đứng qua con ba, ba con số 11. Ba con số 11 là đứng phía ngoài đó là về Đồng Tháp. Chuẩn bị lên xe. Mời cô chú anh chị đến tại em xem rồi tham khảo thấy giá bò mềm chốt giùm em vài cặp, em có xe nhà em giao tận nơi cho anh chị. Bò giá quá mềm luôn. Bò xe trước thì đi về Đồng Nai, còn xe hai xe này thì về Đồng Tháp với An Giang. Chuẩn bị lên xe. Rồi còn lại hai con kia thì giao An Thạnh, hồi em chở giao đi sau. Lên An Giang 10 con trước, còn 3 con Đồng Tháp xuống sau nha. 3 con Đồng Tháp xuống trước.
con này đúng chục, đếm đúng chục chưa? Tổng cộng 13 con. 13 con là 23 con. Hết luôn này, mấy con bò lỡ này hết trơn rồi. Mai tiếp tục về xe nữa. Mời cô chú bác chúng ta có mua bò thì hãy số điện thoại 0391-687-67 tại bò đi chuyến. Mai tiếp tục về. Ai cũng đi giao cách hết trơn. Rồi kéo lên đi. Ba con nó dư sức mà.
Được chưa? Rồi kéo lên đi. Thank you.